Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn ơi, trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp mình cái bấm like video này. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm ngay vào nút đăng ký nha, để có thể đón xem thật nhiều video mới hơn từ mình. Và xem trong video bạn thấy quảng cáo để xem hết những quảng cáo đó để ủng hộ mình chút tiền ăn. Mình ăn thì mình có sức làm thật nhiều video các bạn xem nữa chứ, đúng không? Cảm ơn các bạn đó rất là nhiều. Và các bạn ơi, những bạn nào chơi Minecraft thì chắc chắn sẽ biết đến một nhân vật cực kỳ là bí ẩn, đó chính là Herobrine. Ấy, anh ta cũng có một sức mạnh cực kỳ là lợi hại luôn, nhưng mà chắc là ít bạn gặp Herobrine trong Minecraft rồi. Nếu mà bạn nào gặp Herobrine trong Minecraft rồi thì bình luận phía dưới video nhá. Còn trong video ngày hôm nay mình sẽ thực hiện cái thử thách đó là triệu hồi Herobrine và cho nó đấu với các con quỷ, ví dụ như quỷ đầu loa này, quỷ đầu đen này và quỷ đầu tên lửa. Rồi, chúng ta cùng lại chơi cái trò dự đoán nhá. Bây giờ các bạn hãy bấm tạm dừng video và bình luận phía dưới rằng nếu mà bây giờ mình cho Herobrine đối với các con quỷ thì các con quỷ sẽ thắng hay là Herobrine sẽ thắng nào? Mình nghĩ là cũng chưa biết được đâu, vì Herobrine cũng cực kỳ là mạnh này. Và quỷ đầu loa, quỷ đầu đèn và quỷ đầu tên lửa thì mỗi con thì có một sức mạnh khác nhau. Rồi, các bạn cùng đoán xem nhá, và tí xem ai là người đoán đúng nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu triệu hồi từ Herobrine nhá. Ui các bạn ơi, đây chính là Herobrine này các bạn này. Ấy, xung quanh người anh ta có cái gì kia? Giống như kiểu cái bếp lò các bạn. Ui, các bạn xem trưởng của anh ta này, tạo ra những cái gậy khổng lồ ấy, cái gì đây? Ôi, mình vừa thả anh ta một xíu mà anh ta tàn sát mọi thứ xung quanh này các bạn này. Ấy, trời ơi, dã man chưa? Wow, thế này thì quỷ đầu loa, quỷ đầu đen với quỷ tên lửa liệu có đánh thắng được Herobrine không ta? Ui dồi ôi, cứ con gì spawn đây là bị chết chết luôn. Con kiểu chết luôn kìa các bạn. Ấy, trưởng xa chưa? Ấy, lại còn xoáy xoáy xung quanh này nữa thì ai chơi? Ui dồi ôi. Ôi, anh ta lại nhìn thấy con gì ở đây rồi. Bạn đi chơi, bây giờ mình thử thả người dân làng đây xem như nào nhé các bạn. Ờ, đâu rồi đây? Đây, tính sinh ra người dân làng. Ôi các bạn, ấy, các bạn thấy chưa? Ui, ui, Herobrine mạnh chưa? Ui dồi ôi, cái trưởng này thì làm sao mà ai thoát được? Mọi thứ xung quanh đều bị giết chết luôn các bạn ạ. Ui dồi ôi, còn có tạo ra lava sao này? Đây lava đấy. À, thử lại các bạn xem nhá. Đấy, thật nhiều luôn này. Wow, kinh dã man luôn các bạn xem đây. Herobrine xuất hiện. Ui, chỉ thẳng mồm ông dân làng này. Ông dân làng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ơ sao nó lại chỉ mồm tôi? Ờ, Herobrine không làm gì vậy. Ui thôi, dân làng chết hết rồi các bạn ơi. Ui rồi, ui rồi. Thế này thì dân làng làm sao mà sống được? Ui các bạn ơi, bất kỳ thứ gì ở xung quanh đây đều bị Herobrine tiêu diệt hết. Đấy, cả con ngựa kiểu. Ui ôi, cái trưởng này là cái trưởng gì đây? Dã man thật. Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thả ra quỷ đầu loa ở dưới này nhá. Xem quỷ đầu loa đấu với Herobrine ai sẽ là người chiến thắng, các bạn cùng đoán xem. Rồi, ui, một trận đấu chắc kịch tính lắm đây các bạn ạ. Rồi, quỷ đầu loa đã xuất hiện. Quỷ đầu loa đang nhảy múa các bạn ơi. Nhảy múa cực kỳ là điên loạn luôn. Herobrine vẫn chưa tấn công quỷ đầu loa. Rồi, tấn công rồi các bạn ạ. Wow, quỷ đầu loa đánh Herobrine luôn rồi. Wow, trưởng kìa các bạn xem trưởng này. Ui, quỷ đầu loa bị trói rồi. Quỷ đầu loa bị trói rồi. Wow, quỷ đầu loa điên loạn đánh Herobrine nhưng mà giờ phải bỏ chạy rồi các bạn ạ. Herobrine ra trưởng nhiều quá này, không đánh được lại luôn đấy. Ui, wow, ui ui, rồi chạy đi đâu, wow, lại bị trói chân rồi. Quỷ đầu loa thua rồi các bạn ơi. Wow, Herobrine mạnh thật sự luôn các bạn ạ. Đấy, quỷ đầu loa tính bỏ chạy nhưng mà lại bị mấy cái trưởng này của Herobrine trói chân luôn các bạn. Đấy, mấy cây gậy dài siêu to khổng lồ này này. Wow, chỉ bằng một cái chỉ tay là quỷ đầu loa sẽ bị tiêu diệt. Rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình thử tạo ra mấy con quỷ đầu loa nhiều đó xem nhé. Xem Herobrine có đánh lại không nhé các bạn. Đó. Wow, các bạn được xem 7 quỷ đầu loa chiến đấu với Herobrine. Herobrine không thấy ở đâu luôn rồi. Đây Herobrine đây. Wow. Ui, dã man thật.
cả lũ túm và bắt đạt thêm một loài bé nhỏ của tôi rồi. Wow, loạn hết cả lên rồi các bạn. Rồi, Herodline vẫn ở đây, chúng nó tìm không ra luôn. Ui, ui, ui xoài. Wow, dã man con ngan các bạn ơi. Ui ơi, mấy thằng kia còn bò đi tìm kìa. Đấy, thằng kia còn đang bò đi tìm Herodline đâu. Đâu hài quá. Ôi dồi ôi, Herodline quá mạnh luôn các bạn ạ. Wow, trói cả mấy con vào trong này luôn ạ. Ui mạnh thật sự luôn, có thể trói mấy con vào cùng một chỗ luôn ạ. Ui xoài, căng quá các bạn ơi. Ôi bọn quỷ đầu la không làm gì được Herodline luôn. Wow, mấy con này còn đang bị đau này các bạn này, ôm tay này. Ấy, đập đập, Herodline đang bị đập. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, chết một con. Ui chết mấy con rồi các bạn ạ. Rồi, đập nè, đập nè. Ui rồi, chói chân luôn các bạn ạ. Wow, wow, wow. Ui rồi, trưởng liên tục luôn. Hình như một mình Herodline có thể chiến đấu với tất cả bọn quỷ đầu loa này luôn các bạn ạ. Ây à. Bị trói tới chết luôn này. Rồi rồi, chết luôn. Wow, cả lũ này bị sát thương luôn. Ui, Herodline thực sự mạnh luôn các bạn ạ. Rồi, còn vài con quỷ đầu loa thôi. Này làm sao mà đấu lại với Herodline được đây. Ui, bị đau này, con này bị đau này. Đập nè. Chết luôn, chết luôn. Mấy bạn này còn không biết Herodline ở đâu, đang mới đi tìm. Wow, các bạn thấy gì không? Này thì quỷ đầu loa này đòi đấu với Herodline này, tuổi gì sánh vai, ok fine. vẫn đập nhưng mà không làm gì được Herodline cả. Đấy, Herodline vẫn rất tỉnh và đẹp trai luôn các bạn. Vẫn tay chỉ mà không kiềm quan tâm bọn kia là gì, chỉ coi bọn kia chứ mấy thằng hâm thôi. Rồi. À thì ra con này chọn cái chết. Mạnh thế nhờ. Wow. Ôi con này còn đang bò đến, tính làm gì đây. Tuổi gì đấu với Herodline hả. Chết nè. Còn mấy con này lo mà chạy đi chứ đứng đây nhảy múa cái gì. Quẩy à, quẩy lên nào anh em ơi à. Xem nào các bạn ơi, xem nào. Lùi ra đây. À thì ra chúng mày lại chọn cái chết. Ui trưởng các bạn này. Ui chết một con nữa này. Chết con này nữa luôn này. Rồi còn một con, chết hết luôn các bạn ạ. Ui dồi ôi, Herodline cực kỳ là mạnh luôn các bạn. Ấy, thế này thì ai đấu lại được. Rồi tiếp theo chúng ta cùng cho Herodline đấu với quỷ đầu đen đi các bạn. Đây chính là quỷ đầu đen. Quỷ đầu đen vừa xuất hiện ra này thì làm sao mà đánh lại được. Rồi vẫn đấm rất nhiệt tình. Đấm nhiệt tình quá. Ui bị quay cho luôn, quay cuồng trong mơ hồ luôn. Rồi bỏ chạy chứ không chạy được các bạn ạ. Rồi quỷ đầu đen cũng chết luôn nha, không có tuổi luôn. Herodline quá mạnh luôn. Nào hai con quỷ đầu đen sẽ làm sao mà chiến thắng được Herodline đây. Rồi Herodline tung trưởng rồi các bạn ạ. Xuyên ngực luôn. Ôi dồi ôi.
Quỷ đầu đen bỏ chạy. Bò này nhưng mà không chạy được, bị trói chân luôn rồi các bạn ạ. Ui giời, đấm á. Cũng kinh đấy, bị đau rồi. À. Ui da, đập nè. Đập không trượt phát nào luôn. Rồi nhưng cuối cùng cũng chết nha các bạn ạ. Rồi còn một con đầu này nào. Ui rồi, bị trói gỗ cổ lại luôn. Mấy cái này trói không chạy được luôn các bạn ạ. Rồi xem làm gì được. À. Trời ơi, không làm gì được luôn các bạn. Rồi Hero Rai tung trưởng nhiều này đi. Cố gắng đấm Hero Rai nhưng mà không thành công rồi các bạn ơi. Vậy là Hero Rai vẫn là người chiến thắng. Hero Rai quá mạnh luôn các bạn ạ. Thế này thì ai đấu lại được. Căng thẳng thật sự luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với con quỷ cuối cùng đấu với Hero Rai nhá. Đó chính là quỷ đầu tên lửa. Đây. Ôi, hy vọng lần này quỷ đầu tên lửa có thể thắng được Hero Rai. Rồi, quỷ đầu tên lửa xuất hiện. Phải, xuất hiện cả chết luôn các bạn ạ. Chưa làm gì được, chết luôn rồi. Ui, quỷ đầu tên lửa yếu thế. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình thử tạo ra vài con quỷ đầu tên lửa xem nhà nào nhá. Wow. Mấy con quỷ đầu tên lửa chết luôn các bạn ạ, không có cửa luôn. Mấy con này ngu thế, sao không biết bắn tên lửa nhở? Rồi chết nữa nè. Ấy, còn con này hãy tiếp trưởng đi. Trói chân luôn. Ui rồi. Vẫn chưa chết các bạn ạ. Bỏ chạy. Rồi. Không đánh con kia nữa luôn hả? Rồi, chết rồi các bạn ơi. Còn chết chắc luôn. Đó. Ui chết. Chết lộn cổ đằng sau luôn. Rồi, Hero Rai vẫn tung ra trưởng các bạn này. Đấy. Con này chuẩn bị chết rồi. Ui rồi, chết luôn rồi. Ui rồi, Hero Rai quá mạnh luôn các bạn. Rồi, phải tạo ra một bầy mới được. Ui. Hero Rai rơi xuống thế giới rồi các bạn ạ. Ui. Vãi thật sự luôn. Đau đầu thật sự, chúng nó nói nhiều quá các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, Hero Rai rơi ra ngoài thế giới rồi. Vãi. Mấy con quỷ đầu tên lửa ở đây bắn nát tên lửa thủng cả thế giới luôn rồi. Rồi các bạn ơi, trong video ngày hôm nay mình đã thực hiện cái thử thách, đó là cho Hero Rai đấu với quỷ đầu loa này, quỷ đầu đèn này, quỷ đầu tên lửa này. Nhưng mà tất cả các con quỷ đã không thắng nổi Hero Rai rồi các bạn ạ. Hero Rai cực kỳ là mạnh luôn. Đấy. Thậm chí đến con quỷ đầu tên lửa thì may mắn thì mới bắn nổ tung và đưa Hero Rai ra ngoài thế giới. Thì mình nghĩ là đưa ra ngoài thế giới thì cũng chưa chắc đã giết chết được Hero Rai đâu các bạn ạ. Đấy, có bạn nào đoán đúng là Hero Rai là người chiến thắng tất cả các con quỷ không? Thôi, và bây giờ mình sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Nếu bạn thích video này thì quên bỏ lại cho mình một like này, chia sẻ video bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thật nhiều video mới nhé.